Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Tổng hợp tin đồn Si Bít tháng 2, phim mới của Dương Dương chuẩn bị khai máy, hạnh phúc đến vạn gia của Triều Lệ Dịnh lên sóng trong tháng 3. Tổng hợp tin đồn Si Bít tháng 2. 1. Khói lửa nhân gian của tôi, nhân gian yên họa của tôi với sự tham gia diễn chính của Dương Dương sẽ khai máy vào giữa tháng 3 tới tại Giang Tô, dự kiến ghi hình trong vòng 5 tháng. 2. Hạnh phúc đến vạn gia của Triều Lê Dịnh, tạm định lên sóng vào tháng 3 năm nay trên CCTV8. 3. Sở dĩ hạnh phúc đến vạn gia vẫn chưa xin được giấy phép lên sóng là do đạo diễn và ekip làm phim không đốc thúc, đạo diễn dựa chừng song song thực hiện dự án khác. 4. Ngô Tôn dự định cho con gái đặt chân vào làng giải trí. 5. Dương Mịch bây giờ luôn tận lực dùng giọng gốc của mình khi quay phim không lồng tiếng. 6. Mối quan hệ giữa Dương Mịch và Địch Lệ Nhiệt Ba trước nay vẫn là cấp trên, cấp dưới, đồng nghiệp không hề có sự cạnh tranh. 7. Angela Baby sau khi ly hôn vẫn tập trung phát triển sự nghiệp riêng, tích cực đóng phim, tham gia các chương trình tạp kỷ và kết giao thêm nhiều mối quan hệ mới. 8. Khách mời của chương trình tạp kỷ 10:30 rồi ngủ thôi gồm Hoàng Tử Thao, Tống Tiểu Hạo, Tống Tổ Nhi, Lý Đạn. 9. Đại học liên kết Tây Nam của tôi với sự tham gia diễn xuất của Vương Hạc Đệ, Châu Dạ dự kiến phát sóng song song trên truyền hình Giang Tô và Youku vào cuối tháng 2 này. 10. Quá trình chuẩn bị cho thám tử phố Tàu 4 đã bắt đầu. Lưu Hạo Nhiên và Vương Bảo Cường khả năng cao sẽ tiếp tục góp mặt. Hiện chỉ còn xem xét thêm lịch trình của Trương Tự Phong. Bạn đọc lưu ý, mọi thông tin trên đều chỉ mang tính chất tham khảo, chờ chính chủ xác nhận, độ chính xác ở mức tương đối. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.